Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em kích thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên, cho phép em được xin chân thành cảm ơn tất cả những anh em kích thủ trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng kênh của em nha. Và ủng hộ những cái dòng sản phẩm bên em sản xuất ra nha anh em. Em cũng rất cảm ơn anh em, anh em đã đặt niềm tin cùng cơ sở bên em ha. Và cũng như những video, những con máy trước nha anh em. Là sau cũng mấy ngày dán mặt trên YouTube ha, tại vì em cũng sửa chữa và nâng cấp những con máy của anh em kích thủ đem lại tặng nhà và tranh thủ trả kịp cho mấy đơn hàng máy sửa chữa của anh em kích thủ á, nên dán mặt mấy ngày qua anh em cũng thông cảm ha. Là tiếp tục những cái đơn hàng máy mới bên em đây, là đây đơn hàng của anh Tuấn, khách hàng ở Vĩnh Long nha, là con máy 20D huyền thoại bên em nha anh em, 20D hộp nhựa ha. Thì dòng này đã đi vào huyền thoại nha anh em, đã nó đi đánh tổng hợp tất cả các dòng cá ha, lóc, trê, lương, ếch, là anh em trong thời gian qua đã sử dụng cũng khá nhiều và anh em phản hồi lại cũng không ít những hình ảnh, những video nha anh em, là dòng hiệu quả máy bên em sản xuất ra ha. Thì đây là cái tổng quan con máy của anh Tuấn đây nha. Thì dàn công suất thì mỗi bên là 10 con D, hai bên là 20. Thì anh em nhìn thấy nè, nó linh kiện em làm là rất trau chuốt tỉ mỉ, có phủ chống ẩm đầy đủ cho anh em ha. Thì cái hộp này em thiết kế vô hộp nhựa theo cầu của anh ha. Thì có cái nắp đậy lên luôn nha anh em. Là ví dụ mình đi trời mưa vô tư, nó chống ẩm chống nước là tuyệt đối luôn ha. Đó. Anh mưa nhỏ anh em đi vô tư ha. Thì linh kiện em đã cũng đã từng nói ha, linh kiện bên em là chọn dòng linh kiện là tốt để phục vụ cho anh em, để đảm bảo cho anh em sử dụng độ bền, hiệu quả và cái độ thu nhập cao và độ an toàn cho anh em ha. Nè, ví dụ như cái tụ lọc đầu ra em sử dụng nè. Đây là cái tụ lọc tụ bâm của máy điện tử nha anh em. Chứ em không có sử dụng những cái máy cục K3 mà dây trắng dây đỏ kiểu mà xài quạt gió, em không có xài cho máy kích cá bên em ha, tại vì tụ đó loại thường nha anh em, xài lâu ngày nó sẽ bị nổ tụ, xì tụ ha. Còn đối với máy bên em chọn dòng loại tốt cho anh em để anh em sử dụng hiệu quả cao và cái độ bền ha. Thì mặt trước của con máy thì có thiết kế cho anh là cọc đầu ra theo cậu của anh là ra cọc ha, cọc lo. Thì cọc đen và cọc đỏ là cọc ra vợt nhanh ha. Còn cái công tắc ở giữa nè, tắt chuyển chế độ ha, 110 và 220. Thì 110 anh em bắt nước cạn ha, bắt nhu cầu những cá nhẹ điện và nước sâu hơn, và mình chuyển sang 220 cho em ha. Nè, công tắc chuyển chế độ nè. Mình muốn ăn cá rô phi thì mình chuyển sang số 2. Mức 220 nè. Còn đây là cái lưới chắn rác bảo vệ cánh quạt ha. Còn phía sau máy thì thiết kế cho anh là dây cò bóp dài 1m7m8 ha, phù hợp cho anh đi bộ là vô tư, không bị dướng dấp nha. Sử dụng cò bóp hiếp thủy tinh cho anh ha. Thì kẹp đỏ là cộng, kẹp đen là trừ. Thì máy bên em có hỗ trợ chức năng đầy đủ nha anh em. Chống kẹp ngược, chống chập vợt, chống ẩm đầy đủ cho anh em ha. Còn biến áp thì anh em nhìn thấy nè, em sử dụng là những cái linh kiện mà của máy điện tử đó. Ví dụ như là cái bọc lớp keo ở đây nè, đó, em bọc bằng keo ha, keo cách nhiệt nha anh em, chứ không phải là sử dụng bằng giấy giấy xanh kiểu quấn motor ha. Nhưng bên em làm là khác biệt với những anh em khác hết trơn nha. Tại vì mình xài giấy á, lỡ anh em rớt nước là nó bị thấm nước nha anh em. Còn đối với bọc keo này nè, nó keo này là keo chịu nhiệt, nhưng mà anh em lỡ vô tình rơi nước, anh em dở lên thì nó tuột keo, nó tuột, nó đâu có thấm nước vô cái biến áp đâu. Lúc đó anh em đi vẫn bình thường ha, không sao. Còn mình bọc bằng giấy xài, anh em lỡ rơi nước là nó bị thấm như nước, lúc đó là sẽ hư biến áp, hư đồ ha.
Còn đối với cái dòng bên em sản xuất ra thì cái nó bảo vệ tối đa của cục biến áp ha, nó hạn chế cái rủi ro hơn. Giờ em bắt đầu tiến hành test ngá cho anh đây nha. Giờ em đã kẹp bình vào và quạt gió đã hoạt động ha. Giờ em cho mang tải bóng đèn nha. Đây là mức 22 nha anh em, chỉ hãy mức 110 nè. Đó, đèn sẽ tiếu tối hơn xíu ha. Thì theo yêu cầu của anh làm tiếng máy cho nó rong rong cho anh ha, tại vì khi có nắp đậy anh muốn nghe tiếng kêu hơi lớn lớn xíu. Nói chung là tùy vào sở thích của anh em nên anh em có nhu sẽ làm cái kỹ thuật khác nhau ha. Dù anh em muốn kêu nhỏ em làm kêu nhỏ, còn anh em yêu cầu kêu lớn em làm kêu lớn. Tiếng máy rất rồng nha nè. Đó. Thì dòng máy này là chuyên bộ binh nha nè. Thì mình gọi là chuyên bộ binh nhưng mà một số anh em cũng có thể mình đi thuyền nhỏ nhỏ, anh em đi hai bờ cũng bình thường. Tại vì anh em có đi sử dụng rồi anh em có phản hồi lại cho em ha, nói chung đánh cũng rất ok. Thì anh em nào có xem nếu thích có nhu cầu cứ việc liên lạc trực tiếp cho em, số điện thoại em để trên góc màn hình đây ha, anh em có cần liên hệ trực tiếp cho em ha. Thì phần test con máy của anh Tuấn khách hàng ở Vĩnh Long đã xong nha, và sau video em sẽ sẵn sàng đóng gói và tiến hành gửi đến anh ha. Thì trước khi kết thúc video thì em cũng xin có đôi lời gửi chúc đến gia đình anh Tuấn là chủ nhân con máy này ha, và toàn thể những anh chị em kết thủ trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng kênh của em và ủng hộ những dòng sản phẩm bên em ha. Em chúc tất cả luôn luôn có sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt và vụ mùa bội thu ha. Luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha anh em. Và anh em nào cái yêu quý mình đó, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, để mình có động lực phát triển kênh ha. Có động lực làm ra những con máy đạt chất lượng hiệu quả cao để em phục vụ đến anh em kích thủ trên mọi miền tổ quốc ha. Trong video có gì sai sót hoặc là sơ suất thì cũng kính mong anh em vui lòng thông cảm bỏ qua ha. Thì cái video này em không có thử lửa nha anh em, nói chung là thử lửa thử bóng đèn cũng vậy thôi, là chúng là cái hình thức test máy thôi ha, chứ không có gì quan trọng. Quan trọng máy bên em sản xuất ra đánh chất lượng hiệu quả độ thu nhập, quan trọng là anh em phản hồi lại như thế nào thôi, chứ em không có bán máy mà thử lửa thử bóng đèn ha. Thì anh em phản hồi lại em có chia sẻ lại cho em hết trơn rồi, anh em cũng thấy hiệu quả hay không anh em cũng biết ha. Thì một người có thể sử dụng một hai máy, có người ủng hộ 5-6 máy nữa nha anh em. Tại anh em sử dụng ưng ý, anh em sẽ có ủng hộ cho anh em của anh em nữa ha. Rồi, em cũng xin tạm dừng video tại đây. Và em xin hẹn gặp lại anh em vào những video và những con máy tiếp theo nha. Còn những đơn hàng tiếp theo của anh em kích thủ đã đặt bên em á, và những đơn mà những con máy mà anh em đã gửi về em cũng vừa nhận hôm qua, thì em cũng báo cho mấy anh rồi ha. Chung là em cũng cố gắng, em cũng vừa trả kịp mấy cái đơn hãm rời nhưng của mấy anh đó gửi máy về sửa chữa nâng cấp, em cũng mới hoàn thành xong hôm trước thôi. Chung em cố gắng cũng mấy ngày nay ha, cũng giải quyết cho kịp mấy đơn mấy anh hơi chậm, mong anh cũng thông cảm ha. Còn những mấy anh gửi mới về hôm qua với hôm nay á, thì em cũng sắp xếp em hoàn thành sớm nhất để kịp trả cho mấy anh. Rồi xin chào tạm biệt anh em nha. Và xin hẹn gặp lại anh em vào những video và những con máy tiếp theo nha anh em.